lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý. Thời gian qua, nhiều công nhân cấu kết với nhau lấy trộm sản phẩm của công ty đem ra ngoài tiêu thụ, gây thất thoát cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Đây là những công nhân cấu kết với nhau để trộm cắp tài sản của công ty An Giang Sâm Hô tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Lợi dụng nhiệm vụ được công ty giao cho là giám sát công nhân, Lê Thiện Bích, sinh năm 1988, cùng các công nhân lên kế hoạch lấy trộm gần 100 đôi giày thành phẩm của công ty. Bị can là bên cái khâu giống như là bên an toàn á, là giám sát cổng phụ á, là bị can đứng ngay đó, là ngoài bị can không còn ai đó nữa. Bị can mới đi đứng vòng vòng ở ngoài cảnh giới cho Dĩ chở giày vô bọc với bao. Sau đó thì mấy cái thùng để dưới hộp đựng giày, Dĩ mới kéo lại trong xưởng lại. Trước đó cũng lợi dụng sự sơ hở của công ty khi vắng người trông coi, Hà Thanh Giang sinh năm 2000 cùng với Nguyễn Văn Đô làm chung công ty cũng lấy trộm giày thành phẩm của công ty ra ngoài bán. Từ đầu năm đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành điều tra 3 vụ trộm, khởi tố 12 bị can là công nhân về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các công ty còn nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, một số công nhân thủ kho bảo vệ móc nối với nhau của công ty trong quá trình quản lý, giao nhận, kiểm kê để lấy trộm tài sản. Các cái công ty và doanh nghiệp phải nêu cao cái tinh thần tự quản, tự phòng và tự bảo vệ tài sản của mình bằng các cái biện pháp như lắp đặt hệ thống camera an ninh, rồi công tác mà tuyển dụng và cái công tác mà quản lý các cái bộ phận sản xuất như là các cái bộ phận kiểm tra hàng hóa, xuất hàng thì phải được giám sát chặt chẽ. Cùng với việc chủ động củng cố lực lượng bảo vệ, các doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo các vụ việc liên quan với cơ quan công an để điều tra xử lý.